Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, tháng 11 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn. Những người sinh năm 1969 thuộc tuổi Kỷ Dậu, cầm tinh con gà và mang mệnh thổ với đại trạch thổ, tức là đất nhà lớn. Theo tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Kỷ Dậu 1969 sẽ trải qua một tháng với nhiều thăng trầm, khó khăn và may mắn đan xen. Để vượt qua giai đoạn này, bạn cần duy trì sự tập trung cao độ trong mọi công việc. Dù gặp phải thách thức, bạn cũng không nên từ bỏ. Ngược lại, nếu nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân giúp đỡ, mang lại những thuận lợi, bạn cũng cần phải giữ vững sự cảnh giác và không nên chủ quan. Tổng quan tử vi. Tháng 11 âm lịch là thời điểm quan trọng đối với những người tuổi Kỷ Dậu 1969, khi sự may rủi đan xen lẫn nhau. Đây là giai đoạn yêu cầu bạn phải giữ tinh thần tỉnh táo, tập trung cao độ trong mọi công việc để không mắc phải sai lầm. Dù có gặp khó khăn, bạn không nên bỏ cuộc, và ngay cả khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, bạn vẫn cần giữ thái độ cảnh giác, không được chủ quan. Trong lĩnh vực sự nghiệp, sự ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương phá sẽ khiến bạn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ và cả những âm mưu ám hại từ những đồng nghiệp không thiện chí. Vì thế, trong giao tiếp và các mối quan hệ, bạn nên đặc biệt cẩn trọng, không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân cho bất cứ ai, ngay cả những người mà bạn tin tưởng. Trong kinh doanh, bạn sẽ gặp phải nhiều trở ngại do mâu thuẫn nội bộ, đồng nghiệp không hợp tác và sự bất đồng quan điểm với cấp trên. Là người chính trực, bạn có thể cảm thấy không hài lòng với những sự bất công mà mình phải chịu đựng. Tuy nhiên, tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch khuyên bạn nên giữ bình tĩnh, tránh đối đầu để không gây thêm rắc rối. Trái ngược với những thách thức trong công việc và tài lộc, đường tình duyên của bạn lại có dấu hiệu khởi sắc. Với sự phù trợ của cát tinh đế vượng, những người đã có đôi sẽ sớm đón nhận tin vui. Đối với người độc thân, đặc biệt là nữ giới, cát tinh thái âm sẽ giúp bạn sớm gặp được người phù hợp, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho cuộc sống. Theo tử vi phương Đông, cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu có chút vất vả ở giai đoạn tiền vận, nhưng từ trung vận trở đi, cuộc sống sẽ trở nên thanh nhàn và thịnh vượng hơn. Tài lộc của bạn sẽ rất sung túc, mặc dù sự nghiệp chỉ đạt mức trung bình. Công danh sẽ thăng hoa ở tiền vận nhưng sau đó dần dần suy giảm khi bước vào trung vận và hậu vận. Tuy vậy, bạn sẽ sống một cuộc đời an nhàn và hạnh phúc đến tuổi già. Về mặt sự nghiệp, trong tháng 11, người tuổi Kỷ Dậu 1969 sẽ gặp phải nhiều thách thức không mong muốn trong sự nghiệp. Để đối phó với những sự cố này, bạn cần duy trì sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Nếu hành xử một cách vội vã, thiếu cân nhắc, bạn có thể tự mình đẩy bản thân vào những vấn đề lớn hơn. Cục diện tương phá là lời cảnh báo rằng bạn cần phải cảnh giác với những người xung quanh, dù là người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Điều quan trọng nhất lúc này là không để bị lung lay bởi những lời đàm tiếu, mà phải giữ vững niềm tin vào những quyết định của mình. Khi gặp phải tình huống bị đồng nghiệp nói xấu hoặc âm mưu hãm hại, bạn cần bình tĩnh đối diện và dùng sự thật để chứng minh giá trị của mình. Đừng lãng phí thời gian vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Thay vào đó, hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Nhờ sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh Đế Vượng, bạn sẽ có được tinh thần vững vàng và không ngại đối mặt với khó khăn. Người tuổi Kỷ Dậu sẽ không dễ dàng khuất phục trước những nghịch cảnh. Càng đối diện với khó khăn, bạn sẽ càng cố gắng, nỗ lực hơn, và điều đó giúp bạn tìm ra con đường đúng đắn để đi tới thành công. Những người làm lãnh đạo, dù gặp phải sự nghi ngờ từ cấp dưới hay phải trải qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhưng cuối cùng sẽ chứng tỏ được khả năng lãnh đạo của mình, dẫn dắt cả tập thể đến với thành công. Đau đầu, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, khó vào giấc, có ngay trà thảo mộc an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Liên hệ 0377 198 911. Về mặt tài vận,
Theo tử vi tháng 11 năm 2024 của người tuổi Kỷ Dậu 1969, vận tài chính của bạn trong tháng này không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn có thể chủ quan. Bạn nên luôn giữ sự cảnh giác để tránh những sự cố bất ngờ có thể dẫn đến việc phải bỏ tiền ra để giải quyết. Với những người làm công ăn lương, ảnh hưởng của cục diện tương phá có thể mang lại những rắc rối không mong muốn. Tiểu nhân có thể tìm cách hãm hại, khiến bạn mắc phải những sai lầm trong công việc, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và các khoản thưởng. Vì vậy, bạn cần phải tập trung và cẩn trọng trong từng nhiệm vụ, sớm phát hiện những vấn đề tồn đọng để không bị lợi dụng. Người làm kinh doanh nên tránh việc ký kết hợp đồng hay đầu tư mạnh tay vào một lĩnh vực nào đó khi thông tin chưa được xác minh rõ ràng. Nếu không, bạn có thể dễ dàng rơi vào bẫy của kẻ xấu, dẫn đến những tổn thất tài chính nghiêm trọng. Tuy nhiên, dù khó khăn có đến, bạn không cần phải quá lo lắng. Cát tinh đế vượng vẫn sẽ mang lại cho bạn những điểm sáng, giúp cải thiện phần nào vận trình tài lộc của bạn. Cuối tháng, nếu bạn giữ vững sự chăm chỉ và hoàn thành tốt các công việc được giao, bạn sẽ vẫn có được thành quả xứng đáng, giữ vững thu nhập. Đối với những người đầu tư, tuy không có lợi nhuận lớn, nhưng thu nhập vẫn đủ để trang trải các chi phí cần thiết trong tháng này. Về mặt tình cảm, trong khi sự nghiệp và tài chính có thể gặp những trắc trở, thì vận may tình duyên của bản mệnh lại tỏa sáng rực rỡ. Với sự chiếu mệnh của đế vượng, các cặp đôi trẻ tuổi có thể đón nhận nhiều tin vui, chẳng hạn như được gia đình đôi bên ủng hộ hoặc thậm chí có thêm thành viên mới trong gia đình. Những sự kiện này giúp mối quan hệ của hai người ngày càng gắn kết, tình cảm giữa hai bên ngày càng sâu đậm hơn và bạn ngày càng tôn trọng cũng như thấu hiểu đối phương. Tuy nhiên, đôi lúc dưới tác động của tương phá, có thể xảy ra những mâu thuẫn nhỏ giữa hai người. Dù vậy, cả hai đều biết cách nhường nhịn, lắng nghe đối phương và hạ cái tôi cá nhân. Điều này giúp giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp và giúp mối quan hệ thêm bền chặt. Với những ai còn độc thân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ có thái âm cát tinh chiếu rọi, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Người đó có thể được giới thiệu từ những mối quan hệ thân thiết và bạn sẽ cảm thấy sự đồng điệu ngay từ giây phút đầu tiên. Những cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ kéo dài mà không bao giờ nhàm chán. Nếu bạn đang có tình cảm với ai đó, hãy tự tin bày tỏ tình cảm của mình. Sự chân thành của bạn có thể lay động trái tim đối phương và mở ra một trang mới trong mối quan hệ của hai người. Về mặt sức khỏe, dưới sự chiếu mệnh của đế vượng, theo tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Kỷ Dậu 1969 âm lịch, bạn sẽ luôn cảm thấy dồi dào năng lượng, tinh thần vui tươi và đầy nhiệt huyết. Mặc dù khó khăn và căng thẳng có thể xuất hiện đôi lúc, nhưng những cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi. Nhờ quyết tâm mạnh mẽ, bạn luôn có khả năng vượt qua thử thách và giải quyết những rủi ro bất ngờ một cách hiệu quả. Sức khỏe của những người đang gặp bệnh tật cũng có nhiều khởi sắc, giúp bạn thêm phần lạc quan về tương lai. Điều quan trọng là bạn nên tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và rèn luyện thể dục phù hợp với bản thân. Sự kiên trì này chắc chắn sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực cho sức khỏe của bạn. Vừa rồi là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 cho tuổi Kỷ Dậu 1969. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc dự đoán tình hình tháng tới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những tin tức hữu ích khác từ chúng tôi. Chúc bạn có một tháng mới đầy sức khỏe, hạnh phúc và bình an.